hãy trao cho anh 500 triệu, anh sẽ đi mua xe cho thư ký. Đấy, 500 triệu lăn bánh bây giờ mình có thể mua Morning này, có thể mua Grand i10 này. Nhưng mà thư ký lại thích xe sang cơ, thì bây giờ mình sẽ vào đây giới thiệu với các bạn một mẫu xe sang nhá. Xe sang tới từ Đức, rất an toàn, trang bị nhiều công nghệ, nhưng nó từ năm 2010. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem chiếc xe đấy là... Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Chắc hẳn là nhìn thấy hình ảnh các bạn đoán luôn C200 Mercedes. Thương hiệu Mercedes thì tôi sẽ không phải nói quá nhiều về chất lượng rồi, độ an toàn rồi, chạy sướng như thế nào nữa. Nhưng bây giờ thì chúng ta hãy xem chiếc xe này C200 đời 2010, giá 500 triệu. 500 triệu đấy bạn chỉ mất thêm 10 triệu nữa để vào tên mình. Và chúng ta sẽ có một chiếc xe Đức hạng sang, chạy cũng tiết kiệm. Và quan trọng là nó rất đẹp. Khi mà mua xe cũ nhá, nếu như chúng ta thường hay nói rằng mua xe cũ nhiều rủi ro, nhưng chúng ta phải biết là rủi ro đấy đến từ đâu, và chúng ta khống chế, chúng ta biết là mua chiếc xe nào, đúng không ạ? Thế thì chiếc xe này là mới chạy có hơn 7 vạn. Nói thật luôn, xuất xứ là suốt ngày đỗ hầm Royer, một tuần ra để nổ một lần cho nó gọi là có nổ thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ xem này, nhìn form xe. Đầu tiên là khi xem một chiếc xe cũ thì chúng ta hãy nhìn tổng thể xem nó còn đẹp không. Nếu mà quy trình xem xe cũ bạn chưa tự tin thì bạn có thể mời thêm kỹ thuật, những người am hiểu về xe để xem, và có thể xem lại cái video mà chúng tôi đã làm với Kia Civic rồi. Nhìn thân vỏ đẹp rồi, bây giờ thứ hai là chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái vấn đề về động cơ. Cái khung vỏ, khung xe rất là quan trọng, nó như cái móng nhà của chúng ta ấy. Nếu mà cái khung mà nó không ngon thì lắp cái gì lên nó cũng chả ngon được đâu. Động cơ có 1.000 mã thì chắc chắn rồi, nó cũng chả ngon được. Vậy nên khi mua xe thì hãy quan tâm đến phần khung thân rất nhiều. Đấy, động cơ. Về phần động cơ thì các bạn có thể check hãng được. Xe với cái phiên bản trước mắt các bạn như thế này nhá, thì bao check hãng luôn, bởi vì xe này chỉ có Tuyền làm ở hãng thôi. Nhiều bạn sẽ hay hỏi rằng là tại sao mua xe về không đi. Bởi vì rất đơn giản, người ta có quá nhiều xe để đi, không đi hết được. Giống như bạn có một đôi giày, bạn có 10 đôi giày thì bạn sẽ thường xuyên sử dụng 1-2 đôi thôi. Còn đâu là có những đôi có khi để 1 năm chả dùng một lần nào đấy. Đẹp. Máy rất êm, đẹp. Đồ của Đức thì về cơ khí cũng như về công nghệ thì để mà nói lỗi thời thì hơi bị lâu. Nói thật sự là xe gọn gàng. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái nước sơn này, rồi các chi tiết nó còn khá bóng, ngay cả phần kính nữa. Thì rất đơn giản, xe này phủ keramic hết rồi. Nó sẽ bảo vệ cho chiếc xe nó luôn luôn ở cái tình trạng tốt và mới. Những cái phần la răng thì bạn sẽ thấy là nó có một cái vài cái vệt xước khi mà chúng ta đi mà chúng ta đỗ mà không để ý chẳng hạn. Thực ra ở Việt Nam thì cũng không tránh được, mà tốt nhất xe nguyên bản như thế nào thì cũng nên để như thế, bởi vì là về chúng ta hoàn toàn có thể là làm đẹp nó hơn được. Nói chung đây là một mẫu xe cũ đẹp đấy. 500 triệu nhá. Và giá lăn bánh thì cũng chỉ thêm 10 triệu nữa thôi. Đây, chủ xe này các bạn sẽ thấy nhá, ngoài cái việc về phần khung, phần vỏ, phần động cơ thì các bạn có kỹ thuật để check, nhưng các bạn hãy xem những cái tấm như thế này này, nó đang còn mới. Đấy, có rất nhiều khách cũng rất dị, thích là mua nhưng mua về cũng chả dùng hết. Thì nếu mà mua được chiếc xe cũ, chúng ta sẽ phải biết được cái nguồn gốc xuất xứ của nó là ai, vân vân. Thì đương nhiên rồi, chả sợ gì cả. 7 vạn trong vòng 7 năm, tức là 1 năm đi 1 vạn, cái giỏ rất ít đi. Hai cái điểm mà cái xe này khi mà đưa về đây thì đã phải thay thế, và đấy là chính là phần lốp và phần ắc quy. Thưa các bạn, ắc quy và lốp là hai thứ mà để xe để lâu mà không đi á thì nó sẽ hỏng đi. Ắc quy thì thay, nhưng mà lốp cũng vậy. Lốp bản chất nó là cao su, nó sẽ có một cái chu kỳ thời gian và nó sẽ bị lão hóa.
Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé. Nói chung là khi nhìn xe thì ban đầu mình phải nhìn ở cái phần ngoài nó còn tương đối nét đã. Rồi, đóng cửa vào. Êm, mát. Điều hòa mát đấy. Sẽ phải thử dài hơn nữa. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nhá, một chiếc xe mà được chủ cũ này, giữ gìn này, chăm sóc cẩn thận này, thì rõ ràng còn rất đẹp. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái vô lăng này. Bình thường cái vô lăng này nhá, nếu mà lái nhiều ấy thì nó trơ hết ra luôn. Vô lăng và cần số, bệ tỳ tay và những cái điểm tại vị trí lái nó vào các cái phần hông ghế như thế này. Đấy, thì các bạn xem này. Ghế này tôi khẳng định là ghế nguyên bản. Nói chung là đẹp. Úi giời ơi. Các bạn hãy nhìn các chi tiết trên thành cửa, phần nhựa, phần kim loại, các cái nút bấm, khóa cửa. Thì các bạn sẽ có thể cảm nhận một phần nào đó về cái thời gian tần suất sử dụng. Chi tiết trần mới này, con này thì nó thực sự là 500 là quá yêu thương luôn. Điều hòa này, hệ thống giao diện, giao tiếp với người dùng trên xe, ví dụ như điện thoại rồi là hệ thống audio vân vân, thì tất cả đều là nút bấm. Bây giờ thì là chuyển thành công nghệ sờ và chạm hết rồi, touch hết rồi. Đấy. Một cái màn hình này, màn hình Android, màn hình này lắp cho xem trên cái MC200 này thì nó rơi vào khoảng 18 triệu. Cũng chả kém không? Đấy. Độ nét thì không bằng, nhưng về nguyên lý sử dụng oách phết đấy. Đấy. Cảm ứng luôn, navigation luôn đầy đủ. Ôi giời ơi, chạy Android, Google. Đấy, nói chung là rất đẹp. Với cả trong cái quá trình sử dụng xe chẳng hạn, thì các bạn thấy là những cái vị trí, các cái ngăn chứa đồ đây này. Đấy, nó thường sẽ có một cái lớp lót nhá. Và nếu như đối với một người chủ mà hay bừa bộn thì vứt nào là cà phê, nào là cái gì, các cái đồ ăn, bánh mì vân vân, thì rất là khó dọn và nhìn nó rõ ràng luôn. Nhưng chiếc xe này phải nói là còn ngon đấy. Đây, đầu đĩa này. Rồi ôi, quá mới luôn. Ra. Ngay cả thảm 3D, 4D, 6D gì đấy, nó cũng lắp thảm xịn hết. Ngay cả thảm 3D, 4D, 5D gì đấy cũng đều là thảm xịn hết. 500 triệu nha các bạn. 500 triệu là gần bằng giá lăn bánh của i10. Grand i10. Grand i10 lăn bánh nó khoảng 460-470. Thêm 40 nữa là ta có một chiếc C200 2010. Nếu mà tìm khéo thì là một chiếc xe chỉ có chạy 7 vạn như chiếc xe này. Và đặc biệt là phí sang tên đổi chủ vào tên mình mất 10 triệu. Đấy, các bạn thấy không ạ? Tất cả những cái chi tiết nó còn quá mới trên chiếc xe này luôn. Đấy, và C200. Ôi, ok. Nói chung C sang cái form mới từ những 2019 thì trục cơ sở được kéo dài, thiết kế hợp lý hơn. Rồi các cái vị trí ngồi vân 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 vân, nó sẽ oách hơn. Và một chiếc xe Đức, các bạn sẽ thấy này, những cái chi tiết này. Đấy, được giữ gìn một cách cẩn thận nhé. Còn nếu mà dùng phá thì xin lỗi, kim cương rồi cái gì đó siêu bền gì đấy cũng hỏng hết. Vài ghế rất chặt. Nếu như những chiếc xe hạng bình dân ấy thì các bạn sẽ thấy những cái vài ghế nhiều khi chúng ta ấn này này. Nhưng xin thưa, đây là một chiếc xe Mercedes-Benz thôi các bạn. Và đương nhiên rồi, các hệ thống như âm thanh, rồi hệ thống an toàn, rồi khung gầm, rồi vân vân, nó sẽ cứng, vững và bảo vệ bạn tốt hơn. Đó, 500 triệu. Có rất nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể mua xe mới, mua xe lướt hoặc mua những xe đời sâu, nhưng phải rõ được nguồn gốc xuất xứ của xe. Quan trọng nhất điều đấy thưa các bạn. Anh em nào mà có xe kiểu như này hãy chia sẻ lên nhé. Hãy chia sẻ bằng comment bên dưới, biết đâu lại có những cái người có nhu cầu tìm mua, chúng ta có thể khớp lệnh được ngay trên đấy. Rất là vui khi mà người mua, người bán gặp nhau và giao dịch được những cái sản phẩm mà nó chất lượng. Mua xong cũng vui, người bán cũng vui, người mua cũng vui, người dùng sau này cũng vui. Và đấy là tôi gọi là niềm vui của cộng đồng. Như vậy nó sẽ là hay hơn rất nhiều. Bây giờ một cái xã hội hiện đại rồi, chúng ta nên có những cái giao dịch minh bạch, rõ ràng và bảo đảm. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những cái video khác nhé.